Xin chào mọi người nhé. Xe máy Hoàng Anh, địa chỉ 999-1001 Hồng Hà, Trương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số điện thoại tư vấn là 0905-958889. Hôm nay thì rất là đặc biệt, lên cho anh em một chiếc Honda CB400. Chiếc này thì đời 1998, đời cuối đấy, đời 1998. Và xe là chuẩn chỉ thanh lý hải quan sang tên toàn quốc nhé. Đây, biển kiểm soát đây, 15A1-01021. Chiếc này là thanh lý hải quan sang tên toàn quốc nhé anh em nhé. Số khung số máy zin theo xe, không đục tháp, máy móc zin tuyệt đối và đã lên dáng cà phê Ray. Nhưng điều đặc biệt nữa thì con xe này là còn đầy đủ tất cả các cái đồ zin theo xe đấy nhá. Ví dụ như các bạn có thể nhìn đây là những cái yên này. Đấy, yên này. Đấy, và đây. Đấy là cái yên sau nữa này. Đấy. Thì đấy là cái đồ zin của xe. Đấy, còn lại thì là anh em nào thích lên lại dáng của nó thì cũng ok nhá. Đấy. Chiếc này thì cam kết với các bạn là máy móc zin frame tuyệt đối luôn. Máy móc zin, khung thân zin không có đâm va đổ ngã gì cả. Đây, các bạn nhìn nhá, đời Vitech đời cuối phanh Brembo, đời chót phanh Brembo nhá, của đời trường Vitech ấy, nó là phanh Brembo này. Tất cả các cái chi tiết của xe như máy móc này, các thứ là đều zin. Cam kết với anh em là zin tuyệt đối. Chưa có đâm va đổ ngã bất kể gì cả. Và xe cũng đã lên đến như anh em nhìn này, có cái chống đổ này, bảo vệ lốc máy này. Đặc biệt là cái Bo Yoshimura nhá, tiếng nổ của xe 4 xi lanh thì nó cực kỳ sướng rồi. Tiếng hú nó cực kỳ phê luôn. Cực kỳ êm tai và phê. Đây, quả yên nữa thì rất là đẹp. Yên thì đá yên bật nhá, yên trần. Ngồi cực kỳ êm ái. Đồng hồ phong cách pha cà phê Ray luôn, tất cả các chức năng hoạt động hoàn hảo nhá. Đây. Đèn. Và thêm một con đèn Clear Water nữa nhá, cực kỳ sáng, siêu sáng. Hơi hỗn một tí, nếu như xe đèn này để lên này là chủ xe để lên đây là hơi hỗn một tí đó. Đấy, rất sáng, nó sáng cực kỳ luôn nhá. Đấy. Thế như các anh em nhìn đấy thì Honda CB400 thì nó là huyền thoại trong suy nghĩ của người chơi xe Việt Nam rồi. Thứ nhất là tính năng vận hành rất là khủng, với cả cái mức xi lanh 400cc nhưng mà nó có thể đua bơi được với những con 600. Và thứ hai nữa là rất bền bỉ, không bao giờ có chuyện hỏng hóc sửa chữa vặt vãnh gì cả. Điều đó là điều mà anh em yên tâm, nó cực kỳ đáng tin cậy trên mọi cung đường. Chỉ có cái là về cái phần thay dầu thay mỡ thì nó sẽ hơi tốn kém cho anh em một chút. Thứ nhất là khi anh em thay dầu là nó đòi hỏi 4 lít dầu, nó tương đương với cả dầu máy của ô tô đấy, 4 lít dầu. Đấy, thế cho nên là sẽ là chát chúa nếu như anh em thay bằng Motul 300V. Ví dụ như con này là mình vừa mới thay Motul 300V, 4 lọ là tổng cộng hết 1.680.000, 420.000 một lọ, 1.680.000. Đấy, lọc dầu lọc riếc thì là vẫn còn ngon, mình không thay. Lốp lát là mới cứng nhá, lốp lát là mới cứng này. Đấy, lốp là vừa mới thay, mới cứng luôn, chủ xe thay nhé chứ không phải mình. Đấy, mình cái gì cho mình thay thì mình nói là mình thay, cái là chủ xe thay thì mình nói là chủ xe thay nhá. Đấy, cả hai lốp đều nguyên zin này và mới đi được có vài trăm cây số thôi, lốp nguyên zin và mới đi vài trăm cây số. Đấy, nhông xích cũng mới cứng luôn, nhông xích mới cứng. Ngoài ra đây, ốc nhái các thứ rất là đẹp, tròn trịa, thụt thò cực kỳ là êm ái nhá, không có xì dầu xì nước gì cả. Máy thì êm tuyệt đối, êm thút thít tuyệt đối luôn, không có một tiếng động nào lạ cả. Quả bô nghe tiếng hú thì phê luôn, không có cái gì để chê. Tất cả các trang thiết bị đều trên xe đều hoạt động hoàn hảo. Bình xăng được sơn màu tem đen nhám này. Đấy, kể cả cái tem nhé, cũng là tem sơn nhé, chứ không phải tem dán đâu. Đấy, rất là chất. Xe đang trong tình trạng cực kỳ là hoàn hảo nhé. Đấy, đây là cổ ốc cổ phốt này. Nước mát, nước biếc này. Rồi lọc gió, lọc riếc mình kiểm tra hết rồi, không việc gì phải làm thêm bất kể cái gì nữa cả. Đấy. Đấy. Các bạn nhìn quá đẹp luôn, vành bánh tâm nan rất là đẹp. Đấy. Phanh là không có một cái gợn nào luôn, anh em sờ tay phẳng lì rất sướng. Đấy. Một cái
dáng cà phê rây như thế này là chuẩn chỉ chu của dáng cà phê rây rồi. Cái dáng này thì không có gì để mình mà nói, quá đẹp anh em ơi. Chiếc xe này vận hành cực kỳ mượt mà nhé, lên ga là hút rất mượt, không có tiếng động nào cả và cực kỳ mượt mà ga. Gắt ga phát nào kể cả giải số từ số 1 đến số 6 rất là tròn trịa. Đấy. Nhưng mà những cái con xe CB100 thì nói thật sự với anh em là trong lòng người chơi, giới chơi phân khối lớn của Việt Nam, nó là một cái hình tượng khá là một cái tượng đài luôn, nó như là một cái tượng đài ấy. Ai cũng có thể nói đến là CB400 và Z1000 ấy, là hầu như là rất là nhiều người biết đến. Thì CB100 thì nó chỉ có 400cc thôi, nó là một không phải là quá xi lanh, không phải quá lớn. Thế nhưng thực ra mà nói thì cái tính năng vận hành nó tương đương với con 600-650, thế cho nên và nó lại là rất là bền bỉ. Mà nó riêng CB100 là sản xuất tại Nhật nha các bạn nhé, dòng CB100 là sản xuất tại Nhật chứ không phải sản xuất tại nước thứ ba. Đấy, cho nên là độ bền thì nó đã được đánh giá theo thời gian quá khủng khiếp rồi. Tất cả mọi anh em nào đã từng chơi xe phân khối lớn thì mà trong cái độ tuổi từ 40 đổ lên thì hầu như anh em nào cũng đã trải qua con CB100 từ những cái thời điểm mà chúng nó chạy 59 mấy đến 2000, và tiếng hú nó là đặc trưng luôn, tiếng hú của nó tê tái là đặc trưng luôn. Khi mà nhất là những con đời sau này thì là nó có mở Vitec thì nó hú, thì sau vòng tua 6500 thì nó mới hú, nhưng riêng con này là không để Vitec cho nên là cứ nổ máy ga lên là hú cực kỳ khiếp luôn. Đấy. Thế thì mình cũng sẽ báo giá chiếc CB100 này. Chiếc CB100 này đang được bên xe máy Hoàng Anh mình bán ra với mức giá bán là 83,5 triệu nhé. Một mức giá bán cực kỳ hữu hảo cho một con xe tròn vành tròn vẻ như thế này, zin tuyệt đối và đầy đủ đồ zin. Đấy. Giá bán của chiếc xe này là 83,5 triệu chưa bao gồm chi phí sang tên cũng như là chi phí vận chuyển đi xa nếu các em nào ở xa yêu cầu chuyển vận chuyển. Và anh em có thể đến trực tiếp địa chỉ là xe máy Hoàng Anh, địa chỉ là 999 1001 Hồng Hà, Trương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội để xem trực tiếp cái con Honda CB này. Cũng như anh em có thể alo đến cho mình ở số điện thoại tư vấn là 0905 958889, mình sẽ trả lời tất cả những cái câu hỏi liên quan đến xe để anh em thực sự là yên tâm với con xe, sau đó thì mình quyết định mua hay không nhá. Rồi thì mình xin dừng video ạ, và xin cảm ơn các anh em đã và đang follow cái kênh của mình, và mình cũng xin phép anh em cho mình xin một nút like và nút share để có thể có nhiều người tiếp cận được video hơn ạ. Rồi ạ, thế thì mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé. Mình xin cảm ơn ạ. Sẽ quay một vòng thêm một lần nữa cho anh em cùng nhìn. Nó quá đẹp cho nên là mình sẽ không dừng ngay hình ở đây.